に始めましょう。Sau đây chúng ta sẽ vào mẫu câu thứ hai trong bài 29 ngày hôm nay, đó là mẫu câu danh từ cộng với trợ từ quá và tiếp tục sử dụng tự động từ jidoshi chia về thể t và cộng với imasu. Mẫu câu này thì vẫn có ý nghĩa là danh từ hay là chủ thể của câu thì đang ở trạng thái nào đó. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thay trợ từ gá thành trợ từ quá nhằm nhấn mạnh vào một chủ thể xác định. Ở đây thì chúng ta có mẹo để biến quá và gá như sau. Nếu như chúng ta có là kono, sono hay là ano, những cái từ chỉ thị cộng với danh từ, hoặc là một thời điểm xác định cộng với danh từ, thì chúng ta sẽ đi với trợ từ quá. Bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là danh từ này, danh từ đó, danh từ kia hay là danh từ của một thời điểm xác định nào đó thì chắc chắn là đây là một chủ thể xác định rồi, nên chúng ta sẽ lựa chọn trợ từ của nó là trợ từ quá. Và ví dụ đầu tiên thì các bạn thấy rằng là ở đây có 6 chiếc cốc và có một chiếc cốc và chiếc cốc vỡ. Và chúng ta có ví dụ như sau. Koppu ga arimasu. Zenbu daijoubu. A. Kono koppu wa warete imasu. Nghĩa là gì? A, chúng ta có cốc. À, hình như là tất cả đều ổn. À không, cái cốc này thì bị vỡ mất rồi. Cái cốc này là một chiếc cốc xác định, vì thế nên chúng ta sử dụng trợ từ quá. Và trạng thái của nó hiện tại là đang vỡ. Sử dụng tự động từ chia ở thể t và cộng với imasu. Tương tự, đối với ví dụ tiếp theo thì chúng ta có 6 chiếc áo sơ mi, tuy nhiên là lại có một chiếc áo bị bật và chúng ta sử dụng mẫu câu này để đặt câu là kono shatsu wa yogorete imasu. Ở ví dụ thứ 3 thì ở bức tranh này có 3 bạn học sinh và có một chiếc bút chì bị gãy. Câu chúng ta đặt được là kono enpitsu wa orete imasu. Ở đây có 4 cửa hàng và có một cửa hàng đang rất là đông là cửa hàng Sukuri. Chúng ta sẽ đặt câu là ano mise, là cửa hàng đó, là một cửa hàng xác định. Ano mise wa konde imasu. Asa 6 ji no densha wa suite imasu. Ở đây chúng ta có 3 chuyến tàu, là chuyến tàu lúc 6 giờ, 7 giờ và 8 giờ. Và chuyến 7 giờ và chuyến 8 giờ sáng thì đều đông. Chỉ có chuyến 6 giờ là đang còn trống. Chúng ta sẽ đặt câu là Asa 6 ji no densha wa suite imasu, nghĩa là chuyến tàu lúc 6 giờ sáng thì vắng, thì trống. Tương tự chúng ta cũng có thể đặt hai câu là Asa 7 ji hoặc là Asa 8 ji no densha wa konde imasu, nghĩa là chuyến tàu lúc 7 giờ sáng và lúc 8 giờ sáng thì đang rất đông.